Thôi, cố lên. Cố lên, lôi lên, lôi mạnh lên. Kéo vô. Ông cả quá bự luôn. Chào các bạn ha, hiện tại thì giờ cũng khoảng gần 3 giờ mấy chiều các bạn. Giờ hai đứa con mình với bé Khang đi ra ngoài sau ao của mình á, đi câu cá. Thì đây là thằng câu của mình ha. Thì ăn tiện có gì làm mấy thôi. Mình lấy cái tre, buộc lưỡi câu vô mình câu cá. Đó lưỡi câu gần, móc mồi đi Khang. Đây. Mồi của mình là hôm nay là dùng một miếng thịt heo to nha. Cá nói chung câu cá tre cũng dễ câu lắm. Rồi, rồi. Dòng lại cái nữa. Hôm nay bé Khang tự câu tự móc luôn. Chào mấy cô chú đi con. Chào cô chú. Hôm nay con làm gì? Hôm nay đi câu cá. Ừ, con câu cá gì? Cá giò. Cá giò hả? Cá tra. Cá giò với cá tra mấy thứ? Một thứ. Một loại. Rồi đem lại đây, cái chỗ nào nãy con câu. Thường câu chỗ nào đâu. Rồi cầm cây câu lên kia. Đây là cái ao nhà mình các bạn. Thường mình câu nuôi cá, chủ yếu cá tra để ăn. Nhớ bé Khang sẽ đi câu. Bé Khang cầm cây câu đi hết nổi rồi các bạn. Rồi chạy xuống, rồi chọn ngồi ra giữa đìa. Đó, rồi đưa con câu ra nè. Đó. Rồi ngồi đợi đi con. Cái đề này mình nuôi cá không có nhiều các bạn, chủ yếu là chừng khoảng trăm cá dồ, chủ yếu để ăn gia đình các bạn. Cá cô bé trục lắm nha. Bên ngoài là cái đồng ruộng nhà mình nè. Kia là liquid ha. Đó. Hôm nay hai cha con ở nhà câu cá, chiều làm món cá da, nó cà chua, cá tra khoi nha, rất là có. Ở đây cũng gần tới mùa nước rồi nên có bông điển rồi, mình hái bông điển vô nó cà chua cũng ngon nữa. Đây là cái dèo mình để nuôi cá. Nhà bác kêu giật hay giật nha. Con cầm đi nãy bà chỉ rồi. Trời ơi. Rồi trôi ra. Dừng lại. Ôi lạnh. Thank you.
Lôi lên, kéo vô. Con cá quá bự luôn à. Ôi, con chiên của bé. Con chiên của bé hàng rồi, con cá vô. Lôi lên. Từ từ, lôi lên. Rồi, nắm dây, đúng rồi, lôi lên. Đó. Rồi, kéo lên đi. À, càng cầu được cá vô quá to luôn. Rồi chút nữa. Rồi. Cái câu được cái dồ quá to với kèn câu quá to luôn, cầm kèn câu không nổi luôn. Cho cái trái phủ không? Đứa ơi, thôi, đợi từ. Cái dồ khổng lồ. Vui không, vui không? Vui không? Vui. Ừ, nắm đuôi cho em vô. Con cầm câu cho cầm con cá kìa. Và con cá này chắc khoảng chừng 2 kg các bạn. Cái khe mới câu được nè. Đó, giờ chiều nay mình sẽ làm món cá kho hoặc cá nấu canh chua ha. Cá chả canh chua. Mình chào các bạn ha. Thì hiện tại con cá cha mình ở Mằng Sông các bạn. Và đây là cái bữa cơm chiều của gia đình mình ha. Đó. Thì hôm nay mình ăn món cá tra kho lạc với canh chua cá tra con điện điển bắp chuối nha các bạn. Đó, đây là chén lớn của mình. Đây có với món mắm. Mình ăn hai loại nha. Còn muối ớt thì mình chỉ cần chan nước canh chua vô mình ăn các bạn. Đó, này chấm ăn rồi, ngon lắm. Ăn ớt xanh nha. Đó, mình ăn cơm trắng. Thôi thì gia đình mình hôm nay dùng bữa rất đơn giản nha các bạn. Đó. Thì hay là bữa cơm đã bạc của gia đình mình ha. Thì ở quê không có gì hết trơn á, chủ yếu là ra ngoài ao ngoài vườn á, mình bắt cá là mình ăn thôi. Thôi, mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì nếu các bạn thấy video, thích video thì hãy lấy cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.